Thưa quý vị, hôm nay 6 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ xử lý một cơ sở sản xuất chế biến rượu ngoại không phép. Qua nắm tình hình lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 6 tháng 1 trên tuyến quốc lộ 55 thuộc địa bàn thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ đã yêu cầu dừng và kiểm tra một xe ô tô bán tải do tài xế Hồ Quốc Hùng, trú huyện Đất Đỏ điều khiển và chở theo hai người đàn ông. Tại điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 78 chai rượu mang nhãn hiệu XO Chivas. Làm việc với cơ quan công an, ông Tống Văn Thế, người ngồi trên xe, nhận là chủ số hàng trên xe, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 48 chai rượu Chivas. Ông Thế cũng thừa nhận đang cùng hai nhân viên chở rượu đi giao cho khách hàng. Cũng theo lời khai của ông Thế, 48 chai rượu Chivas là rượu giả. Sau khi lập biên bản, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Minh Nguyệt tại thị trấn Đất Đỏ do ông Thế làm chủ và tiếp tục thu giữ nhiều chai rượu mang nhãn mác Chivas cùng tem, vỏ chai rượu ngoại và các loại nguyên liệu, công cụ dùng để pha chế rượu giả. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.